người bao nhiêu nhá, ví dụ như là bạn mà đang bán cái nồi cơm này cho tệp, gọi là tệp cho gia đình đúng không, thì bạn sẽ là trong một vai là một bà vợ nấu ăn cho ông chồng, thì mình sẽ làm một cái content là chồng 9 giờ vào làm, 8 giờ 30 mới ngủ 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 dậy nhưng vẫn nấu cơm được cho chồng. Sau đấy băm sản phẩm này vì nồi cơm nấu 15 20 phút là xong cơm. Còn anh bảo này, cái việc mà em tìm được content, tìm được ý tưởng của em ấy, nó không phải là chuyện ngày 1 ngày 2 đâu mà. Đôi khi là mình lên nhưng mà mình lại lên được xu hướng, nhưng mà mình lại như kiểu là cô gái có dâu ấy, thì nó cũng hơi bị dở hơi. Thì anh nghĩ là bắt đầu từ cái việc nhá, là em cầm máy và em quay bừa lên. Em thấy cái nào hay nhất thì em bắt đầu em bấm máy em quay. Rồi về sau em bắt đầu là thấy là video này của mình cần phải chỉnh sửa cái gì thì mình chỉnh sửa lại, mình làm lại. Mình thích cover lại một cái content nào, một cái gọi là một cái trend nào đấy thì mình cứ làm đi em ạ. Nhá. Mình cứ bắt đầu là từ cái việc mình làm đi. Ok, rất cảm ơn em khi bằng cái việc là 2K4 không ngồi xem livestream game mà em lại ngồi xem livestream của anh. Anh rất là trân trọng đấy. Nồi cơm điện kim cương. Kênh này em muốn bán nồi cơm điện, anh xem giúp em phần clip như thế này cần thay đổi gì để cho ra đơn với anh. Rồi, nồi cơm điện kim cương. Content gì đây? Bạn làm này nó sẽ không hiệu quả, bạn biết vì sao không? Trong clip nó không có giới thiệu được cái lý do tại sao người ta cần phải mua cái này. Nồi cơm ngon. Mỗi một cái chữ này thôi mình đánh giá là bạn làm hơi bị sơ sài. Bạn phải xem cái phần mà sáng tạo video của TikTok ấy, thì nó chia ra một cái phần mà nhá, video nào mà hay bán chạy ấy, thì từ cái đoạn đầu như này tất ấy, nó phải là làm những cái mà rất là hay. Ví dụ như ở đây bạn sẽ không để một cái chữ là nồi cơm ngon, mà ví dụ như là bạn sẽ để một cái content như kiểu là đến trường vẫn nấu được cơm, hay là đi làm vẫn đi làm mới thổi cơm, yên tâm với cái này chẳng hạn. Thì tức là nó sẽ đánh mạnh vào cái đối tượng là người xem là người bao nhiêu nhá. Ví dụ như là bạn mà đang bán cái nồi cơm này cho tệp, gọi là tệp cho gia đình đúng không, thì bạn sẽ là trong một vai là một bà vợ nấu ăn cho ông chồng, thì mình sẽ làm một cái content là chồng 9 giờ vào làm, 8 giờ 30 mới ngủ 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 dậy nhưng vẫn nấu cơm được cho chồng. Sau đấy băm sản phẩm này vì nồi cơm nấu 15 20 phút là xong cơm. Rồi, đưa ra những cái lợi ích cho nó thì như thế nó mới hiệu quả được bạn ạ. Còn một cái chữ nồi cơm ngon như này không thể nào mà bạn làm được ở trên TikTok đâu bạn ơi. Nồi cơm nấu 10 năm. Nồi cơm nấu 20 năm giảm đến 15% chất lượng cao cũng không đưa được ra. Bây giờ nhá, nếu mà bạn mà muốn là viral trên cái sản phẩm này mà mình làm mà gọi là kiếm tiền mà gọi là viral nhanh ấy, anh em mình làm một cái chiêu thôi, kiếm tiền dễ vậy cả đái luôn. Bây giờ nhá, thuê một bọn học sinh tầm khoảng cấp 3 ấy, ngủ dậy. Nhưng thuê một bọn học sinh tầm khoảng cấp 3 nhá, gửi cái nồi cơm này cho chúng nó. Sau đấy thì là trong cái giờ ấy, mà cô giáo đang giảng bài trên lớp ấy, cả lũ chúng nó đang ở bên phía dưới cuối lớp ấy, chúng nó cắm cơm bằng cái nồi cơm như này, chúng nó đang ngồi ăn cơm cùng nhau. Mình không biết là bạn quay clip này bằng cách nào, nhưng mà nếu mà bạn mà quay được một cái clip như thế này thôi ấy, mà bạn đánh vào cái tệp mà bọn Gen Z ấy, bọn ở trên TikTok ấy, clip này phủ cực kỳ tốt luôn. Đấy, đơn giản thôi, 248.000. Làm thế thôi. Mà cái việc mà bạn có làm được hay không cái clip đấy thì tôi không biết, tôi không bàn về cái việc mà nó bị vi phạm luật ở trong trường học nhá. Đấy là tôi gợi ý thôi, không đến lúc mà làm trong ngoài trường nó bị làm sao cái lại quay ra bảo là thằng Duy Muối nó xui. Là thôi, ăn cứt đấy. Đấy, hoặc là những cái dạng mà content ví dụ như là nấu ăn, ví dụ như là bạn mà làm dân văn phòng nấu ăn xong rồi rủ sếp vào ăn cùng, với cả cái dạng nồi cơm như này nó cũng đưa ra cái cảm xúc tích cực mà, nó cũng vui mà nhá.